Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 30. Ở bài này thì chúng ta sẽ được học về phần thực hành các hợp âm. Và lần đầu tiên chúng ta được học về phần lý thuyết một cách chi tiết cho các hợp âm. Vậy thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con. Phần được ghi ở đầu bài là khi hai hay nhiều nốt nhạc được vang lên cùng một lúc thì chúng ta sẽ gọi là hợp âm. Và ở đây chúng ta có học về hợp âm giọng đô này, giọng đô, hợp âm giọng son và hợp âm giọng pha, hay gọi là đô trưởng, son trưởng và pha trưởng. Và ở giọng đô thì chúng ta có hợp âm mi son, pha son, mi son. Về số phách thì ở đây là hợp âm này ngân 2 phách, hợp âm này ngân 2 phách và hợp âm thứ 3 thì chúng ta sẽ ngân 4 phách. Còn ở giọng son trưởng thì chúng ta sẽ chơi hợp âm si re 2, do re 2, si re, chỗ này sẽ là 4 phách. Và tiếp theo ở hợp âm của giọng pha thì chúng ta sẽ chơi la đố, si giáng đố và la đố. Về số phách cũng tương tự như phần trước nhé, 2 phách, 2 phách và 4 phách. Đó là dòng đầu tiên. Thì chúng ta được học về hợp âm mà bao gồm có hai nốt nhạc. Đó, đây là những cái ví dụ và những phần thực hành rất là hữu ích cho các con trong quyển sách EasyEat2 này. Đó. Và phần ở dòng thứ hai này thì chúng ta sẽ kết hợp cả khóa son và khóa pha, tức là chúng ta sẽ chơi cả tay phải và tay trái với nhau. Thế thì đối với giọng đô trưởng thì chúng ta vẫn chơi tay phải giống như phía trên, còn tay trái thì chúng ta sẽ chơi đô, si, đô, 2, 3, 4. Còn ở giọng son trưởng thì tay phải các con vẫn chơi giống như khóa son ở dòng 1, và tay trái thì các con sẽ chơi son 2, pha thăng 2 và son 4 phách. Rồi, tiếp theo ở chỗ này thì giọng pha trưởng chúng ta sẽ vẫn áp dụng khóa son ở phần tay phải, đối với tay phải chỗ này. Và tay trái thì chúng ta sẽ cho tay lên vị trí của khóa son, chúng ta sẽ chơi vị trí cao nhé. Nốt này là nốt pha, mi, pha. Đó, lát nữa cô làm mẫu ở trên đàn các con sẽ hình dung ra. Bây giờ mình tiếp tục học lý thuyết dòng cuối cùng. Dòng cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cách chơi khác. Và cách chơi này thì được gọi là broken chords, nghĩa là hợp âm gãy. Hợp âm gãy là hợp âm không vang lên cùng lúc và các nốt được vang rời nhau. Như vậy, cũng là hợp âm của giọng đô trưởng nhưng ở đây vang là do, mi, son, rời từng nốt. Và ô thứ hai là si, fa, son của giọng son. Và hợp âm 3, do, mi, son, giống hợp âm đầu tiên. Và kết thúc là do, 2, 3. Như vậy là cô đã giới thiệu xong cho các con phần lý thuyết ở trang số 30. Tiếp theo thì các con nhìn cô làm mẫu ở trên đàn từng phần một nhé. Ở dòng đầu tiên, cô sẽ chơi tay phải với khóa son. Như vị trí đã được đọc là mi son, pha son và mi son. Vậy cô sẽ đặt vị trí tay ở nốt đô trung tâm. Nhưng ở đây hợp âm được ghi mi son là 1-3 thì chúng ta sẽ đặt ngón 1 là nốt mi và ngón 3 là nốt son. Bây giờ cô sẽ chơi mẫu như sau trên nhịp 4-4 nhé. 1, 2, 3, 4. Ở giọng son trưởng có si re, do re và si re. 1, 3 xuất phát đầu tiên. Như vậy cô sẽ để tay vị trí nốt si và nốt re, ngón 1 và ngón 3. Các con nhớ là cô đang để tay ở vị trí đô trung tâm. Như vậy nốt si sẽ thấp hơn nốt đô trung tâm một nốt nhé. Đây, ok. Giờ cô sẽ bắt đầu. 1,
hai ba bốn, si rê hai, đô rê hai, si rê hai ba bốn. Đối với giọng pha trưởng, hợp âm là đô, si dáng đô và là đô. Cô sẽ đặt tay ở vị trí nốt la ngón 1 và nốt đô cao ngón 3. Đây là vị trí đô trung tâm thì nốt la nằm ở đây. Tay phải cô sẽ đặt ngón 1, ngón 3. Cô bắt đầu chơi như sau. 1 2 3 4 la đô 2 si đô 2 la đô 2 3 4. Đó là phần dòng đầu tiên. Và ở dòng 2 thì tay phải của chúng ta sẽ vẫn chơi y hệt như vậy. Tuy nhiên tay trái chúng ta có phần khóa pha. Thì tay trái chúng ta sẽ chơi đối với giọng đô trưởng là đô 2, si 2, đô 2, 3, 4. Sau đó giọng son trưởng là son 2, fa 2, son 2, 3, 4. Và giọng pha trưởng chúng ta sẽ đưa tay trái đi lên vị trí cao. Và chúng ta sẽ chơi ở vị trí tay trái đặt nốt pha ngón 1. Đây là vị trí đô trung tâm này. Đây là đô trung tâm. Còn đây là nốt pha của phần giọng pha trưởng nhé. Và sau đây cô sẽ ghép hai tay ở dòng thứ hai. 1, 2, 3, 4. Với phần này, nếu các con không thể nối các giọng với nhau thì chúng ta chơi tách riêng ra, giọng đô trưởng riêng, rồi chuyển tay ở vị trí giọng son trưởng, rồi chúng ta lại tiếp tục chuyển tay ở vị trí giọng pha trưởng. Không nhất thiết là chúng ta phải nối lại thành một dòng đều như cô vừa làm nhé. Tiếp theo, ở dòng thứ ba thì chúng ta sẽ chơi giải nốt. Vì hai tay chơi xen kẽ nên cô sẽ chơi đồng thời cả khóa pha lẫn khóa son mẫu luôn cho các con ở nhịp 3 4. 1 2 3. Như vậy tay trái của cô đặt ở vị trí đô trung tâm xuất phát, còn tay phải cô sẽ đặt nốt mi ngón 1 và nốt son ngón 3. Đó là vị trí để chơi cho dòng thứ ba. Và ở trang này thì hoàn toàn chúng ta tự chơi, không có phần nhạc beat, nên các con luyện tập nhé. Chúc các con luyện tập trang 30 thật thành công. Chào tạm biệt.